Hello, hôm nay thì Phượng sẽ quay lại với một video làm móng chân nha. Hôm nay thì mình sẽ tẩy cái màu sơn cũ đi, cắt ra và sơn một cái màu mới lên. Mọi người cùng xem video này mình sẽ làm như thế nào nhé. Đây là một bộ móng chân cũ của khách, cũng mới làm thôi, được hơn 1 tuần, 2 tuần rồi, nhưng móng ra cũng khá là chậm. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái đầu mài mịn nha mọi người. Đây là đầu mài mịn. Với những cái móng chân mà móng thật ấy thì mình chỉ sử dụng cái đầu mài mịn để mình phá lớp màu này thôi. Đó, mình đi từ từ từng lớp một thì cái lớp màu nó sẽ bay bớt đi và nó để lại một lớp base nha mọi người, chứ không phải là mình mài tới móng thật luôn. Tức là khi mà mình sơn treo trên móng chân ấy thì mình sẽ sơn bay trước này, rồi hai lớp màu này, một lớp top này, và mình mài như thế này thì mình sẽ mài đến lớp base thôi. Và mọi người yên tâm là khi mình mài thế này thì không thể hư móng được nhé. Phượng sử dụng cái đầu mài mịn để mài bởi vì là nếu như chúng ta sử dụng cái đầu mài mà phá đấy của móng bột ấy thì nó đi rất là nhiều, như vậy thì chúng ta sẽ khó mà kiểm soát được, nhất là các bạn mới. Thường các bạn mới thì các bạn nên ổ bằng tay để phá, còn khi chúng ta dùng máy mài quen rồi thì chúng ta mới sử dụng cái máy mài này để phá móng nhé. Rồi sau khi phá móng xong thì mình sẽ dùng một cái cây đẩy da, như vậy mình sẽ đẩy hết phần da chết lên nha. Tất cả những phần da trên cái bề mặt móng này mình cần phải đẩy hết lên thì một lát mình cắt mới được. Tương tự như thế thì Phượng sẽ đẩy toàn bộ những phần ngón khác nhé. Mình đẩy da cao lên thì cái phao của chúng ta khi mà chúng ta sơn ấy nó dài ra chậm hơn, tức là mình sẽ không bị bao phủ bởi da đấy. Lúc đấy mình sẽ ăn gian được cái khúc mà bên trong của phần da này thì khách dùng sẽ bền hơn nhé. Rồi sau khi mà đẩy ra xong, Phượng sẽ sử dụng một cái đầu mài khóe nha mọi người. Đây là một cái đầu mài khóe có dạng dọn nhọn và nhỏ như thế này. Mình sẽ đi toàn bộ cái phần khóe, tất cả những cái phần sơn còn dính trên bề mặt móng hoặc là những cái phần da còn dính trên bề mặt móng thì sẽ được mình đi hết cái khúc này nhé. Mình đi toàn bộ tròn khóe thì lúc mát nữa mình cắt ra nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi, sau khi đi khóe xong thì Phượng sẽ sử dụng một cái đầu mài nhám nha. Đây là cái đầu mài nhám mà mình hay nhám để trước khi mà sơn treo này. Rồi, mình nhám toàn bộ phần móng nha. Bây giờ thì tất cả các lớp bay ở dưới bề mặt móng nó sẽ được bay ra luôn, và móng của chúng ta sẽ được nhám một lớp. Như vậy thì nó sẽ bền hơn nhé. Nếu mà mình sơn treo mà mình không nhám thì nó sẽ không bám sơn được. Và cái bước này cũng cực kỳ là quan trọng nhé. Bởi vì chân thì thường nó sẽ khó chóc sơn hơn là tay, nên là chân thì mình cũng nhám vừa vừa, không cần nhám kỹ quá. Rồi, trước khi mà Phượng cắt ra thì Phượng sẽ sửa móng lại. Mình sẽ rũa cho nó thật là đẹp. Một lát nữa mình chỉ việc cắt ra và mình sơn thôi. Mình sẽ không cần phải rũa, phải mài bất kỳ một chuyện gì nữa. Bây giờ mình sẽ rũa trước nhé. Hai bên khóe thì chúng ta nên rũa nha, mình đừng có bấm bằng kìm. Mai mốt nó sẽ thành khóe hai bên luôn. Như vậy thì rất là khó khăn và rất là khó chịu cho khách ấy. Mình sẽ dùng rũa như vậy, mình sẽ rũa hai bên đi là được. Rồi mình sẽ rũa. Trước khi mà rũa thì mình phải hỏi khách là muốn ngang hay là tròn nhé. Rồi mình đưa bôi kem mềm ra vào góc bên trái rồi mình kéo sang bên phải luôn. Đó. Rồi mình ngâm chân nhé. Mình cứ làm chân bên này thì mình sẽ ngâm chân bên kia. Rồi sau khi mà mình ngâm và mình làm bên kia xong thì mình sẽ chuyển sang bên này mình cắt ra. Thì cái phần da này khi mà mình dùng ấy, mình sẽ dùng một khăn mình lau sạch cho khô đi, sau đó mình cắt ra. Về cái kỹ thuật cắt da thì như mọi người biết rồi, chúng ta sẽ sử dụng 1/3 mũi kìm thôi, dốc ngược cái mũi kìm xuống. Chúng ta chỉ dùng sử dụng mũi kìm để chúng ta bấm da thôi. Mình sẽ không sử dụng cái má kìm nhé, không sử dụng cái mà 2/3 kìm ở bên dưới để cắt da. Mình chỉ sử dụng 1/3 mũi kìm thôi. Như các bạn thấy là mình lúc nào mình cũng dốc mũi kìm lên này. Đấy, cắt ra thì mình sẽ cắt hai bên rìa và phần bên phía bên trên. Chủ yếu là mình cắt ra trong nha mọi người. Nhưng các bạn thấy không, khi mà Phượng đưa cái kìm vào là Phượng ấn sát vào phần da trong luôn. Phượng chỉ cắt phần da trong thôi. Còn tất cả những cái phần sừng ra bên ngoài ấy, thì hồi lát nữa, một là mình sẽ cắt bằng cái kìm, hai là mình sẽ mài lại. Nếu mà phần hai bên rìa nó quá chai thì chúng ta phải dùng cái rũa để chúng ta mài lại nhé. Mình không dùng kéo để cắt, bởi vì khi mà chúng ta cắt một thời gian ấy, nó càng ngày càng dày lên.
như vậy thì càng khó chịu hơn. Mình sẽ lấy cái tay á, mình tách hai bên rìa ra cho nó tách hẳn cái phần da ra, lúc ấy mình cắt sẽ dễ hơn nha. Để mọi người cắt không bị răm ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên tập cắt làm sao để thành một cái đường thẳng thì là tốt nhất. Còn những bạn mà ít da thì chúng ta cũng không cắt đường thẳng được. Nên là khi mà cắt ấy, cái mũi kìm chúng ta một là phải sắc bén này, để mình cắt xong đến đâu là được đến đấy, nó không bị răm lại. Thứ hai là khi mà mình cắt đi rồi thì cái phần 2 phần 3 mũi kìm ở bên dưới chúng ta không có nhầm lại nữa. Bởi vì là khi mà chúng ta đi ấy, một lần mà cái nhầm nó bị dây lại ở cái phần 2 phần 3 mũi kìm kia ấy, thì nó rất là dễ bị răm. Nên chúng ta phải dốc cái mũi kìm lên, chỉ sử dụng 1 phần 3 mũi kìm thôi. Đấy, mình cắt đến đâu nó sạch đến đấy, nó không bị răm lại. Mọi người thấy không? Mình sẽ cắt đi đâu nó sạch đến đấy luôn, nó không bị răm lại. Và khi mà chúng ta răm lại thì nhìn rất là khó chịu luôn ấy. Cắt ra là phải sạch nha mọi người. Đó, mình sẽ tách hai bên rìa ra mình cắt nha. Mình lấy cái tay của mình ấy, mình vạch hai bên rìa khóe ra. Đó, xong mình cắt ra này. Dùng cái mũi kìm ấy luồn vào phần khe rìa ấy, rồi đẩy ra thì những cái da ở phía cái phần khe nó sẽ ra luôn. Móng cái thì rất là nhiều người là muốn cắt ra. Cắt ra và cắt khóe. Thì thực ra là vấn đề cắt khóe thì khi mà cắt quen rồi thì không cắt là không chịu được. Nhưng nếu như chúng ta nuôi được cái khóe nó dài ra thì móng chân chúng ta thứ nhất là đẹp này, thứ hai là nó sẽ không bị khóe nữa. Nhưng quá trình nuôi nó cũng phải mất cỡ 2-3 tháng. Và trong vòng 2-3 tháng rất là khó chịu. Nếu như mà mọi người muốn nuôi khóe thì cần phải kiểu rất là chịu khó và nuôi khóe không thể đi dày được. Đấy, còn ví dụ những chị khác này là nuôi khóe này thì mình sẽ không cắt ra, không cắt hai bên khóe đi. Các bạn thấy không? Mình chỉ đưa cái kìm bấm và mình bấm hết cái phần da thôi. Mình sẽ không cắt khóe nha. Bởi vì là nếu như mà mình mà để cho khách cắt khóe nhiều ấy thì mai mốt mình sẽ phải cắt khóe cho khách càng nhiều hơn và khách cũng càng ngày càng khó chịu. Cứ khoảng 2-3 năm ấy mà không cắt khóe là cực kỳ khó chịu luôn. Rồi, sau khi mà cắt da xong toàn bộ thì chúng ta sẽ lấy một cái cây đẩy da bên kia nó có đầu nhọn nha. Chúng ta sẽ đi sạch cái phần móng bên dưới nha. Cái bước này cũng rất là quan trọng. Nhiều người cắt da xong chúng ta sẽ không đi lại cái phần này. Và phần này rất là quan trọng và mình cần phải đi để cho nó sạch sẽ toàn bộ phần móng nhé. Rồi tương tự như thế thì mình sẽ cắt ra bên kia, mọi người cùng xem nhé. Sau khi mà cắt ra xong mình sẽ sử dụng bon nhé. Mình sẽ kiềm dầu lại toàn bộ cái phần móng này trước khi chúng ta sơn nhé. Mình sẽ sơn bay nha mọi người. Mình sử dụng bay để mình sơn liên kết treo lên bề mặt móng này trước khi chúng ta sơn màu nhé. Hôm nay Phượng sẽ dùng màu đỏ của OPI và cái màu này cũng khá là loãng. Thực ra thì màu OPI cũng hơi khó xài nhé. Nó loãng nên là nó dễ bị chảy lắm, nên mọi người sơn ấy chúng ta cần sơn nhanh hơn một chút xíu nha. Mình cũng không khuyến khích mọi người sử dụng sơn OPI đâu, bởi vì trong quá trình hơi treo nó còn không khô nữa, nên chúng ta phải xài một chai top riêng luôn. Nếu mà chúng ta xài chai top chung thì nó sẽ ra màu trên cái cọ luôn. Nên là cũng không khuyến khích mọi người dùng xài OPI lắm nhé. Đây là màu 8026. Bởi vì màu này cực kỳ hot luôn nên là mình sẽ sử dụng cái màu này. Cái chân của khách nếu mà chạm vào nhau ấy, các bạn thấy không? Đấy, khi mà mình không để ý thì nó sẽ chạm vào nhau luôn. Thì chúng ta phải sử dụng những cái kẹp chân như thế này để mình tách những ngón chân ra để chúng ta làm cho đẹp hơn nhé. Thì cho nó đỡ bị chạm nhau này. Các bạn thấy không? Chân nó bị chạm nhau như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ sơn màu nha. Mình sẽ sơn màu rồi mình sẽ hơ đèn 60 giây. Hồi nãy mình sơn bay rồi mình cũng hơ đèn 60 giây. Và bây giờ mình sẽ sơn màu và mình cũng hơ đèn 60 giây nhé. Sơn tròn thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn là sơn nhân lem này nha mọi người. Nếu như có lem thì chúng ta lau liền nhé, chứ không như sơn thường đâu. Sơn thường thì một lát mình lau sau cũng được, nhưng sơn treo mình phải lau liền nhé. Ở cái phần khóe này, mình sẽ đưa cái treo lên gần nhất phần da có thể. Nếu như nó không gần được, hồi lát nữa mình sẽ sử dụng một cây cọ nét để mình tô lại để cho đẹp hơn nhé. Còn tốt nhất là mọi người nên sơn cho đẹp luôn thì càng tốt. Còn lại là muốn hoàn hảo hơn thì mình sẽ sử dụng cây cọ nét để mình vẽ thêm.
Rồi mình cũng sơn bên trái tương tự như thế nhé. Bây giờ mình sẽ sơn nước 2 nhá. Sơn nước 1 xong mình hơ đèn 60 giây và mình tiếp tục sơn nước 2 cũng sơn cũng hơ đèn 60 giây nha mọi người. Đây, ở cái phần này thì mình sử dụng một cây cọ nét này mọi người thấy không? Mình sẽ tô lại một đường để cho cái móng của chúng ta nó tròn hơn. Những cái phần nào nó chưa vô được thì nó sẽ tròn hơn, các bạn thấy không? Đó. Bước cuối cùng thì mình sẽ sơn top nha. Mình sơn toàn bộ top lên cái bề mặt móng này. Tất nhiên là chúng ta sơn là sơn kín hết nhé. Chỗ nào có sơn màu thì mình sẽ phải sơn top vô để nó giữ cái nước sơn, lớp sơn này. Và cái việc mà sơn đều tay ấy thì nó rất là quan trọng, bởi vì móng chúng ta sẽ không bị gồ ghề. Mọi người thấy không, khi mà sơn top và đẹp không? Màu này mã rất là đẹp luôn. Màu này gọi là màu đỏ đô mận chín. Màu này thì khách rất là ưa xài, nên là mặc dù không thích cái chai sơn này lắm nên là mình vẫn hay xài nhé. Sơn top lên và mình sẽ hơ đèn 99 giây thì mình sẽ kết thúc cái bộ móng này nhé. Rồi bước cuối cùng mình sẽ dùng oil nhé, Cuticle Care, nó là dưỡng cho cái viền móng. Mình sẽ dưỡng lại viền móng một lần nữa này. Rồi hôm nay thì video của Phượng đến đây là kết thúc. Các bạn thấy cái màu này có xinh không? Và cái móng chân mà sơn màu này thì cực kỳ trắng da luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Phượng nhé. Ủng hộ Phượng bằng cách bấm like, subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Bye bye.